anh chị em mình vừa tìm hiểu những cái nét sơ bộ về văn bản khúc tráng ca nhà Giàn. Hương Minh đừng làm chị mình cười. Nào, chúng mình vừa tìm hiểu những nét sơ bộ về văn bản khúc tráng ca nhà Giàn. Đến phần thứ hai, phần tìm hiểu chi tiết, chị em mình sẽ đi tìm hiểu cái gì ạ? Đặc trưng của thể loại phóng sự trong văn bản này như thế nào, đúng không ạ? Qua hai thẻ đọc, thứ nhất là tính phi hư cấu của thể loại phóng sự, và thứ hai là những thủ pháp nghệ thuật được sử dụng là gì. Các bạn chú ý này, cái phần kiến thức ngữ văn mà chị đã phát cho các bạn nào, chú ý vào đây. Phần kiến thức ngữ văn mà chị đã phát cho chúng mình ấy nói về những cái đặc điểm của thể loại phóng sự, đúng không? Tính phi hư cấu, rồi là thủ pháp nghệ thuật được sử dụng như thế nào đó. Thì bây giờ đọc kỹ lại giúp chị, đọc kỹ lại và nhắc lại giúp chị về tính phi hư cấu. Em hiểu thế nào về phi hư cấu đây ạ? Hiểu như thế nào về phi hư cấu đây? Có thật. Phi hư cấu tức là không hư cấu, đúng không ạ? Là những cái sự việc cần phải có thật. Ố, sao lại cười, đúng không? Phi hư cấu tức là không hư cấu, còn gì nữa? Và không hư cấu tức là nó phải có thật, đúng không ạ? Là những cái sự việc, con người, rồi là mốc thời gian, số liệu, địa điểm thì đều phải là những cái dữ kiện có thể xác định được, đúng không ạ? Đó. Vậy thì trước hết chúng mình sẽ đi tìm hiểu về tính phi hư cấu của thể loại phóng sự trong văn bản khúc tráng ca nhà Giàn. Nào, theo các bạn thì tính phi hư cấu được thể hiện ở những yếu tố nào đây ạ? Đọc lại văn bản giúp chị và xem là tính phi hư cấu được thể hiện ở những yếu tố nào đây? Có những thứ nào đó là đã sẽ biến hóa. Những thứ đó là những thứ nào đây ạ? Trên cái bộ phận khó khăn lan cùng của các cá nhân tuyển sinh. Còn gì nữa không? Nào các bạn có thể thấy này, những cái biểu hiện như là thời gian, địa điểm và số liệu, rồi là con người đây thì đều có, đúng không ạ? Vậy thì chúng mình sẽ liệt kê giúp chị này. Thứ nhất là địa danh. Ghi giúp chị tính phi hư cấu trong văn bản khúc tráng ca nhà Giàn. Tính phi hư cấu trong văn bản khúc tráng ca nhà Giàn. Nào, tính phi hư cấu trong văn bản khúc tráng ca nhà Giàn được thể hiện. Thứ nhất là gì ạ? Ở những cái địa danh xác thực, đúng không? Những địa danh mà tác giả đã từng đặt chân đến và thấy được những cái sự việc, thấy được những cái con người ở đó như thế nào. Sau đó thì viết lại, đúng không ạ? Như là Ba Kè, như là quần đảo Trường Sa. Vậy thì đầu tiên này, tính phi hư cấu được thể hiện ở địa danh xác thực này. Thứ hai là tính phi hư cấu được thể hiện ở cái gì? Ở tên những cán bộ, chiến sĩ, nhà thơ đã từng đến đảo chìm trên quần đảo Trường Sa, đúng không ạ? Ví dụ như là Đại tá Trấn này, tướng Giáp Văn Cương, nhà thơ Trần Đăng Khoa, thậm chí là tác giả còn trích dẫn thơ của Trần Đăng Khoa nữa, đúng không ạ? Chúng mình tìm hiểu ở phần một La Mã thì các bạn biết rồi. Cái nội dung của phóng sự này thì nói về gì đây? Cuộc sống và sự hy sinh nước mắt của ba thế hệ nhà Giàn. Sao lại cuộc sống và sự hy sinh nước mắt của ba thế hệ nhà Giàn? Không, sự hy sinh nước mắt của các cán bộ chiến sĩ trong đại nhà Giàn. Và ba thế hệ nhà Giàn. Rồi, và cái quá trình xây dựng nó, đúng không? Cùng với đó thể hiện cái gì? Cái tấm lòng biết ơn, tri ân đối với những cán bộ chiến sĩ, đúng không ạ? Cũng thể hiện được những cái hy vọng của một tương lai đất nước sẽ phát triển hơn, đúng không? Bên cạnh đó này,
Bên cạnh đó thì cái tính phi hư cấu còn được thể hiện ở ngày tháng, đúng không ạ? Thể hiện ở ngày tháng, ngày tên của 14 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong các trận bão biển. Rồi là được thể hiện ở gì? Tên những con tàu, đúng không ạ? Rồi là cơn bão. Đó, chúng mình có thể lưu ý như thế các chị. Vậy thì trên đây đều là những cái dữ kiện có thực, đúng không? Đều có thể xác định được, đúng không ạ? Sao Linh? Phải chạy ra nghéo một cái thôi thì mới biết là mình có vào trong đấy hay không Linh ạ? Vậy thì ngay từ cái nội dung nó đã thể hiện được cái gì? Thể hiện được đặc trưng của thể loại phóng sự, đúng không ạ? Đây là một cái vấn đề thời sự mà mọi người vẫn quan tâm và đến hiện nay vẫn đang quan tâm, đúng không? Cái việc là bảo vệ chủ quyền biển đảo đến nay chúng mình vẫn quan tâm mà, đúng không ạ? Nhà nước, nhân dân vẫn rất quan tâm. Thì chúng ta sẽ chú ý đúng chị này. Đặc điểm của thể loại phóng sự được thể hiện trước hết đó là ở tính phi hư cấu, những sự việc được nhắc tới, những con người được nhắc tới, rồi là ngày tháng, đúng không? Ngày tháng, dấu mốc thời gian thì đều có thực, đúng không ạ? Và từ đó thì làm sao ạ? Tạo độ tin cậy, tăng tính thuyết phục cho thể loại phóng sự và giúp cho người đọc thấy được cái gì? Thấy được những cái thông tin chính xác và đầy đủ, đúng không? Thì giúp chị vào. Ghi đi. Nhưng sao người Hàn nhanh thế? Những cái thông tin xác thực như vậy thì tạo độ tin cậy, tăng tính thuyết phục đối với người đọc, đối với sự việc mà tác giả đang nói tới, đúng không ạ? Và từ đó thì giúp cho người đọc nắm được những cái thông tin chính xác và đầy đủ. Có hiểu không? Có hiểu không ạ? Sao mà hết? Những cái phần này mình sẽ dễ hiểu hơn so với chuyện và thơ, đúng không? So với kịch cũng sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Rồi, chúng mình sẽ đến với phần thứ hai là những thủ pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản phóng sự. Đừng có bạn nào chỉ nêu là trần thuật và miêu tả nhé. Ai mà chả biết là trần thuật và miêu tả rồi, đúng không? Nhưng cụ thể là sử dụng ở đâu? Cụ thể là sử dụng ở đâu đây? Miêu tả là sử dụng như vậy, miêu tả để đến nhà giáo. Phải chỉ ra cụ thể những cái câu văn nào đây ạ? Nào tìm giúp chị. Thứ nhất là văn bản sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì và nó được thể hiện cụ thể ở đâu? Trích dẫn nhá, phải trích dẫn ra những cái câu văn cụ thể. Từ vấn đề thế này nó được đoạn cuối tầng cục mà tôi không lầm có lẽ sẽ là ông tổ của những phòng người đang kết sách trọng những dây thống tài học thế đó mà tôi cho mình có một cuộc những thành phố hôm nay trên biển của nước Việt Nam rồi. Thế là mình gọi nào các bạn khác thì sao? Đọc lại văn bản đi, chúng mình vừa đọc văn bản rồi đúng không? Xem là thủ pháp trần thuật này miêu tả được sử dụng ở đâu đây? Trần thuật là gì? Là kể lại các sự việc, đúng không? Còn miêu tả là tái hiện lại những sự vật, sự việc trước mắt của người đọc, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng mình xem là đương nhiên là ở trong cái văn bản này thì sẽ có rất nhiều chỗ sử dụng những cái thủ pháp như vậy và hầu như đều sử dụng thủ pháp trần thuật, đúng không ạ? Bởi vì kể lại mà, kể lại đều sử dụng thủ pháp trần thuật. Linh ơi, kể lại đều sử dụng thủ pháp trần thuật, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng mình trích dẫn ra một vài những cái dẫn chứng thôi. Còn nếu như mà để kể hết thì chắc là phải toàn bộ văn bản, hầu hết là như thế, đúng không? Ừ, liệt kê giúp chị một vài cái câu văn nào.
đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, đại tạ thần phát một vòng tay về phía mông lung, đen ngòm, nói vào cái quan này. Xe thấy sang nước đại dương không thân đen mà là màu nước biển. Lần đặt thân cơ xe chuyển sang màu lam, nhưng sắc độ mà đại tạ thần vừa nói thấy là chỉ đủ. Cổ độ sâu thì đủ miệng. Rất nhiều, đúng ạ, rất là nhiều. Nhiều đại là gì đúng không? Thậm chí là tôi đang nói đến cái nhà giàn không mấy kiên cố những năm xa, chứ không phải là nhà giàn thế hệ mới bây giờ có thể chịu được bão cấp 12 trên cấp 12. Tức là ở trong văn bản này, bởi vì là viết lại những gì mình đã chứng kiến, đúng không ạ? Hoặc là mình trực tiếp tham dự vào cái sự việc đó, sự kiện đó, thì đương nhiên là trần thuật nó sẽ đóng vai trò nhiều hơn cả, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng mình tìm giúp chị xem những cái câu văn nào thể hiện cái sự miêu tả của tác giả đây. Những câu văn nào thể hiện cái sự miêu tả của tác giả đấy? Cái nghĩ là cái gọi là cái làm mà cái nhà giàn này hiện nay là sự kết hợp nhiều biết được kết cấu không hết của làn sóng đổ kỳ về và bóng cọc hết thì được bao là có vẻ hay hơn. Cái gì nữa không? Còn gì nữa không? Là một kết cấu thế nào đó của người nhà giàn này và người ta chỉ tham vào tiền lâu được để kê cho việc thiết kế phòng không muốn đi biển động. Ở đây đồng đáo cái hệ thống là cái hệ thống nhà giàn ấy được mọc lên từ chung vũ trên nền đất yếu mà trong nghề xây cát xây đất quân nào chú ý nhất miêu tả là nhằm tái hiện lại sự vật đúng không? Được. Nhằm tái hiện lại sự vật, bây giờ đọc kỹ lại giúp chị nào, đọc kỹ lại giúp chị. Rồi chính xác là các bạn mở trang 88 này, những sắc độ mà đại tá Trấn vừa nói đấy chỉ là dấu hiệu của độ sâu thềm lục địa, độ thẫm đỏ xanh đen đúng không ạ, sắc lờ lờ nước hến đúng không, còn sắc lam bằng mắt thường thì đấy là nói về những cái màu sắc đây đúng không, có phải là miêu tả không? Rõ ràng là miêu tả mà, đúng không? Còn gì nữa không? Tìm tiếp đi. Cảnh sát ấy là con xuồng phạt xuống được như chiếc lá đèn lên trục cuối cùng tiếp. Rồi, chúng sát. Còn gì nữa không ạ? Xem có cái câu văn nào miêu tả nhà giàn được không? Tôi tưởng tâm của tôi mình đang đi về sản tiếp đến là cái cua. Chị không xem. Em cứ nói đi. Đây em chỉ thấy mà cái tiếp đến thôi. Nào, trang 92 này. Thế hệ thứ ba biết nói như thế nào nhỉ? Nhìn thấy chưa ạ? Tạm gọi là một tổ hợp kiến trúc chung cũng bắt mắt giữa dân sinh lẫn quốc phòng. Từ xa nó như cái nhà không, một cái biệt thự màu trắng 3-4 tầng đột ngột nhô lên, nhô giữa đại dương, đúng không? Đặt chân lên đảo ở cửa giả thì đấy có phải là miêu tả không? Có mà, đúng không ạ? Làm cho sự vật được tái hiện lại trong mắt chúng ta trở nên sinh động hơn mà, đúng không? Nào tóm lại chú ý giúp chị nhá. Các em cần phải nhận biết được đâu là miêu tả, đâu là trần thuật, đúng không? Trần thuật thì dễ rồi, là kể lại, đơn giản là kể lại các sự việc, đúng không? Còn miêu tả thì làm tái hiện lại đối tượng cho các người đọc, làm cho người đọc hình dung được nó như thế nào, thì đấy là miêu tả, đúng không ạ? Vậy thì ghi lại giúp chị này. Ví dụ như là thủ pháp trần thuật, như chị vừa nói thì trong văn bản có rất nhiều, đúng không ạ? Trong văn bản có rất nhiều thì mình chỉ liệt kê ra một số những cái câu thôi, một số những câu cơ bản thôi, chứ còn nếu như biết thì chắc là kể đến mai mới hết mất, đúng không ạ? Thủ pháp trần thuật ví dụ như
Tôi đang nói đến cái nhà giàn không mấy kiên cố những năm xa, chứ không phải loại nhà giàn thế hệ mới bây giờ có thể chịu được cấp 12 trên cả cấp 12. Thì các bạn có thể gạch vào sách cũng được, lấy bút chì gạch vào sách Trang ơi. Lấy bút chì gạch vào sách đi, cho nó nhanh. Văn thủ pháp miêu tả là gì? Tôi chỉ biết lắm mà cái nhà giàn này là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kết cấu khôn kết của nhà giàn khoan dầu khí với hệ thống móng cọc. Với hệ thống móng cọc thép chịu được gió bão cấp 12 hoặc hơn. Tôi cũng làm nắng thêm. Rồi là những cái câu mà chị vừa đề cập cho các bạn đấy. Tập trung vào nha. Thời gian học đã ít rồi. Sao? Vẫn cảm thấy thời gian học nhiều quá. Ôi trời. Là mấy giờ? Nào chúng mình có thể gạch vào trong sách những cái câu như là độ thẫm đậm xanh đen là khoảng sâu hút từ ngàn thước nước trở lên, sắc lờ đờ nước hiếm cỡ sắc lờ đờ nước hiếm cỡ vài chục mét này, còn sắc lam bằng mắt thường có thể thấy những dạng san hô chữ chỉ với nhiều sắc độ bắt mắt, thì chúng mình gạch giúp chị nhé. Chúng mình gạch giúp chị, trời ơi, gạch giúp chị những cái thủ pháp miêu tả và trần thuật ở đấy đi. Nào theo các bạn thì cái việc kết hợp giữa thủ pháp trần thuật và miêu tả có tác dụng gì đây? Cụ thể hơn nào? Hiện lại sinh động, mình không cần kiểu là... Xung quanh mình, xung quanh mình có các thời gian. Rồi. Ta thứ nhất thì sẽ cho chúng ta thấy được cái gì? Thấy được cái khung cảnh ở khung cảnh nhà giàn trên quần đảo Trường Sa hiện lên rõ nét, đúng không ạ? Tiếp theo là cho chúng ta thấy được cái gì? Cho chúng ta thấy được cái sự thay đổi nhanh chóng của kiến trúc các thế hệ nhà giàn, đúng không ạ? Cho thấy được cái vai trò quan trọng của nhà giàn trên biển, đúng không? Ghi giúp chị này, cung cấp đầy đủ những cái thông tin chính xác phong phú để người đọc thấy được cái vai trò quan trọng. Thứ nhất là vai trò quan trọng của nhà giàn trên biển này. Thứ hai là thấy được cái sự thay đổi nhanh chóng của kiến trúc các thế hệ nhà giàn từ những cái là rất là thô sơ, đúng không ạ? Như chòi canh gác đến tổ hợp kiến trúc giữa dân sinh với quốc phòng rất tiện ích và đẹp mắt. Đó, chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé. Chị ơi, thì cái đoạn cuối cùng đấy thì liệu nó có phải từ đoạn không chị? Đấy là cái sự đánh giá và cái thái độ của tác giả, đúng không? Vâng. Nào, tiếp tục. Mục đích của cái việc kết hợp giữa thủ pháp trần thuật và miêu tả khi mà kể về lịch sử ba thế hệ nhà giàn nhằm cung cấp đầy đủ những cái thông tin chính xác cho người đọc, đúng không ạ? Cung cấp hiểu biết cho người đọc về cái nhà giàn trên quần đảo Trường Sa như thế nào, họ những người cán bộ chiến sĩ đã đối chọi với thiên nhiên, với thời tiết ra sao. Bên cạnh đó thì còn cho chúng ta thấy được cái vai trò quan trọng của nhà giàn trên biển, đúng không ạ? Rồi là sự thay đổi nhanh chóng từ chỗ là rất là thô sơ đến khi mà nhà giàn hiện đại hơn, đúng không? Giữa quần thể kiến trúc giữa dân sinh với tổng quốc phòng như thế nào hiện lên rất là rõ trước mắt chúng ta, đúng không ạ? Đôi mắt nhiều bệnh em đấy. Em đã đặt cái phần đoạn văn mà chị gửi chưa? Quỳnh Anh, ba đứa hôm trước nghỉ đã đặt cái phần mà chị gửi chưa? Đoạn văn tham khảo đấy. Đoạn văn về công nghệ AI. Ừ, nó là một cái đoạn văn phân tích trong cái đề tham khảo, đúng không? Vâng. Sao, thấy sao? Khó không? Khó. Khó đấy. Cái việc mà các bạn viết nó đã khó rồi, bây giờ mình viết làm sao để cho nó đủ dung lượng, nó còn khó hơn nữa, đúng không? Và thông thường chị thấy các bạn ít khi là chúng mình viết ngắn hơn lắm. Chúng mình phải viết dài. Nghĩ rằng là càng dài thì mới càng được điểm cao hay sao ấy.
Thế các bạn biết dài lắm. Vừa nghe nó vừa giơ tay like kìa. Nào, tiếp theo chúng mình xem là cái thái độ và cái cách đánh giá của tác giả như thế nào đây. Sao đấy hả Minh? Nào, bởi vì phóng sự, qua phóng sự là cho thấy được cái gì đây ạ? Qua phóng sự là cho thấy được cái chủ kiến của tác giả về những cái vấn đề được đề cập tới, đúng không? Qua những, cho thấy được những cái ý kiến của tác giả về những cái vấn đề thời sự được đề cập. Vậy thì theo các bạn thì tác giả Xuân Ba có thái độ và cái cách đánh giá như thế nào đây? Đối với sự việc được nói tới là gì đây ạ? Nào, suy nghĩ trả lời. Suy nghĩ trả lời. Linh ơi, một lần cuối nữa nhá. Rất nhiều quá. Nào, cách đánh giá của tác giả như thế nào đây? Có cảm thấy ngưỡng mộ kính phục không? Cảm thấy biết ơn không? Cảm thấy tri ân không? Có, đúng không ạ? Cứ nhìn thôi. Cứ lấy nhìn chị thôi mà không thấy ý kiến gì cả. Nào, ghi giúp chị. Thì sau đây cái thái độ cách đánh giá của tác giả này cho thấy được cái sự trầm trồ, ngưỡng mộ trước tài năng sức mạnh của những chiến sĩ nhà giàn, đúng không ạ? Cho thấy được cái sự kính trọng, yêu mến, tự hào trước lý tưởng cao đẹp của những người chiến sĩ chiến đấu vì nước quên thân, vì dân phục vụ, rồi là tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn, đúng không? Ở cái đoạn cuối văn bản ấy thì tác giả nói rằng là gì ạ? Mà nếu tôi không lầm, có lẽ họ sẽ là ông tổ của những hậu duệ mai kia sẽ cắm hệ thống đại học hiện đại, bà đỡ chân nền móng của những thành phố, sân bay trên biển của nước Việt Nam mới. Tức là tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Tin tưởng rằng Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh hơn, đúng không? Bên cạnh đó thì còn ca ngợi cái sự hy sinh cầu hiến của những cán bộ chiến sĩ trước những khó khăn dữ dội của biển cả. Vậy thì các bạn có thể thấy này, chúng mình có thể thấy đấy là cái quan điểm, cái cách đánh giá của tác giả Xuân Ba trước cái sự việc được nhắc tới, đấy là gì ạ? Hình ảnh của ba thế hệ nhà giàn và những cái sự đóng góp của những chiến sĩ, những cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, đó là gì? Thể hiện cái sự ngưỡng mộ, thể hiện cái sự khâm phục, đúng không ạ, trước tài năng sức mạnh của họ, thể hiện cái sự kính trọng, yêu mến trước lý tưởng của họ này, rồi là thể hiện cái sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn, đúng không? Rồi là ca ngợi cái sự hy sinh cống hiến của những người chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Chúng mình có thể ghi ngắn gọn như thế giúp chị. Vậy thì mình vừa tìm hiểu văn bản rồi. Và sau khi mà đọc văn bản, tìm hiểu văn bản thì các em thấy được rằng là văn bản này tác động tới chúng mình như thế nào đây ạ? Văn bản này có cảm xúc, có suy nghĩ gì không? Hay là đọc xong văn bản thấy bình thường? Hả? Trang? Hay là đọc xong văn bản thấy bình thường? Sao? Ngố quá em ạ. Dạ. Em mà đọc văn bản của chàng trai nhà giàn thì chúng mình thấy nó có tác động gì đến với cảm xúc, đến với suy nghĩ của các em về những người chiến sĩ đang chiến đấu trên quần đảo Trường Sa đây ạ? Ngưỡng mộ, nể phục, gì nữa? Yêu mến. Có tác động gì đến suy nghĩ và hành động của các bạn không? Mình cần phải làm gì để có thể tiếp nối những cái truyền thống tốt đẹp đó của thế hệ các trai đi trước chẳng hạn, đúng không? Bình tan hình tình. Nào, ghi giúp chị này. Ba là ý nghĩa của văn bản. Ý nghĩa của văn bản thì cho chúng ta thấy được, thứ nhất, đấy là công việc, hiểu rõ hơn về công việc, cuộc sống của những người làm việc trên nhà giàn ở quần đảo Trường Sa, đúng không ạ? Từ đó thì chúng ta làm sao ở đây ạ?
có nhận thức, đúng không? Văn bản cũng góp phần nâng cao cái nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền đất nước và tài nguyên của quốc gia, đúng không? Đây, ghi giúp chị những cái phần mà chị đã in đậm vào đây. Rồi là thông qua cái việc kể về lịch sử ba thế hệ nhà Giàn thì văn bản, bài phóng sự giúp cho chúng ta thấy được cái gì? Mình yêu nước hơn, đúng không ạ? Tôn vinh được tinh thần kiên trì bền bỉ và lòng yêu nước của những người chiến sĩ, đúng không ạ? Tôn vinh được tinh thần kiên trì bền bỉ và lòng yêu nước của những người chiến sĩ, từ đó thì tác động tới nhận thức của thế hệ thanh niên ngày nay, đúng không? Vì chúng mình đọc văn bản này, chúng mình cảm thấy gì? Biết ơn những thế hệ đi trước, biết ơn những người chiến sĩ đã chiến đấu, đã bảo vệ quần đảo Trường Sa, đã bảo vệ những nhà Giàn, đúng không ạ? Và từ đó mình đã biết ơn như thế thì mình cần phải làm gì? Cố gắng học tập, đúng không? Cố gắng học tập tốt này và rèn luyện đạo đức này, đúng không ạ? Để có thể đưa Việt Nam phát triển hơn nữa, đúng không? Nào, ghi nhanh chóng giúp chị nhé. Xong phải ngắn một cái là được. Để như đỡ mệt hơn, đúng không? Nào, như vậy thì các bạn chú ý giúp chị này. Đặc điểm của thể loại phóng sự được thể hiện ở đây là gì? Thứ nhất, về vấn đề được đề cập thì mang tính thời sự, đúng không? Và đến tận bây giờ thì chúng mình vẫn đang rất quan tâm tới điều đó. Đấy là gì ạ? Vấn đề an ninh biển đảo, đúng không? Rồi thì nó nằm ở trong cái phần 15 mà chúng mình đi tìm hiểu. Đấy là gì? Ở cái phần nội dung đấy. Ở phần nội dung chúng ta đã thấy rất rõ được rồi. Thấy rất rõ rồi, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cái đặc điểm của loại phóng sự như thế tiếp theo là gì? Quá trình phi hư cấu của văn bản này, rồi là những thủ pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản, đúng không ạ? Đó thì các bạn sẽ chú ý những cái về đặc điểm của loại phóng sự trong văn bản cũng chẳng ra nhà Giàn nhé. Rồi.